Hello everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một con game cho cuối tuần ha. Ok, đó là con Elora. Elora đánh theo hỏi lợi, đánh lượt ha, dàn trận đầu cái kiểu con đại điểu ha. Đó. Rồi, game này chắc cũng không cần bởi bạn cãi nhiều. Thì đầu vô làm nhiệm vụ đầu game cái. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhận quà tân hữu. Rồi, những gì free hết trong game thì nó nằm ở ngay khúc này nè nha anh em. Đó, như chúng ta đang thấy, ở đây nó được 1000 ngàn, có nghĩa là được 1 triệu kim nguyên bảo. Rồi, ở đây nó được 1000 mảnh tướng 5 sao, tương đương với 20 con tướng. À, ở đây là 100 triệu kim, 100 triệu bạc. Rồi, ở đây là đá tăng bậc được 20 ngàn. Hết, anh em có thể vô trong shop mua thêm ha. Chúng ta có kim cương thì chúng ta có thể mua được. Ok, rồi, ở đây chúng ta có A-Sep anh hùng. Đó, đá thần. Rồi, rồi, tiếp đến chúng ta có trang bị. Đó, trang bị 3 sao, 15 túi mở ra ngẫu nhiên ha. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta vẫn phải chạy nhiệm vụ đầu game thôi anh em à. Chạy trời không hỏi nắng mưa. Ok. Đó, đó, ok nè, đó. Rồi, sau đó thì chúng ta bỏ vô, đánh. Bản này là việt hóa 99% ha. Đó. Rồi có cập nhật nhiều tướng mới luôn nha anh em. Cập nhật thường xuyên nha, tướng mới rồi boss pet rồi đồ gì các kiểu con đại điểu ha. Rồi đây shop yêu tinh. Shop này là bán tất cả mọi thứ trên đời ha. Chỉ có điều kim cương nó không bán thôi, kim cương chúng ta phải bỏ tiền ra mua. Ok. Để heo chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Đánh boss. Ok. Rồi ở đây chúng ta có thể đốt cháy giai đoạn bằng cách nâng cho nó lên level ha. Ok. Rồi hết lượt là chúng ta lên được level 6 rồi đó. Gì đây? Hiện tại chúng ta cũng chưa có gì ngoài 1 triệu kim cương nha anh em. Đó, với lại 100 triệu kim nguyên bảo. VIP thì vẫn chưa có ha. Rồi bây giờ chúng ta chưa nữa hả? Đây. Rồi ở trong cái nhiệm vụ hàng ngày này thì chúng ta sẽ nhận được kim cương ha. Đó, kim cương ở đây là 20 ngàn một ngày nha anh em. Đây, anh em làm hết cái nhiệm vụ này 100 điểm năng động thì nhận được 20 ngàn ha. Rồi ok, quá đẹp rồi còn gì nữa. Rồi xong chưa? Ok xong rồi, bây giờ chúng ta đến với thông tin của server ha. Hiện tại là chưa có giống gì hết. Đó, bấm nhận. Qua nạp thì đang VIP không ha. Đấy, đấy, đấy. Rồi, đây. Rồi sau đó thì chúng ta đến với thông tin server. Đây, thông tin của server. Chính thức khai mở S4 Lucy. Thời gian 19 giờ ngày 28 tháng 3 nha anh em. Tải game ở web nè ha. Đây. Web. Rồi, tiếp tục. Cập nhật phiên bản mới nhất 3.0 nha anh em. Wow wow wow, nghe nói phiên bản này nhiều tướng mới lắm. Rồi để lại chấm like share để nhận 20.000 kim nguyên bảo chứ là VIP 8. Rồi game duy nhất tại Việt Nam việt hóa đến 99% ha. Rồi phần ở trên này thì chúng ta đã biết. Rồi quà like share cho máy chủ S4 này ha, nhận ở Thượng Hải. Ok, đây vừa vô game chúng ta sẽ nhận được 1 triệu kim cương, 100 triệu vàng, 20 triệu A-Sep anh hùng ha, kinh nghiệm ấy. Rồi 1000 mảnh hero. Đó, rồi với lại 20.000 đá tăng bậc ha. Ok, ok. Rồi
để lời chấm, chụp hình like share để nhận VIP 8. Ok, bây giờ heo... Ok, đợi heo tí nha, đi qua nhắn tin Nhạc Minh lấy cái VIP coi. Rồi, nhắn tin xong rồi bây giờ ngồi chờ. Trong khi ngồi chờ thì heo sẽ mở quà hồi nãy giờ ha. Rồi, rương trang bị. Ok, cái này chúng ta được 3 bộ. Rồi, kim cương nè ha. Vàng nè. Đó, nhắn tin cái admin add vào liền luôn. VIP 8 rồi, ok ok, ra ra nhận VIP 8 cái. Đó, add vô là chúng ta được nhận quà nạp đầu luôn nè nha anh em. Đó, nhận luôn, đó. Thơm chưa, thơm chưa? Chưa thơm thì tiếp tục. Tiếp tục nhận. Đó, ok chưa? Đó, thơm thơm thơm. Rồi, ở đây phúc lợi, ok. Quà nạp, à ở đây có hư. Wow, được 100 mảnh xa gì? Susanu nha anh em. Đó, like xe chấm sẽ được nhận VIP 8 cộng 100 mảnh Susanu. 100 mảnh tương đương với 2 con đấy. Ok, đâu rồi, đâu rồi. Đây, quà nạp, đây VIP 8 nè. Rồi, vô VIP 8, chúng ta nhận quà VIP 8 ha. Hades, vũ khí 1 sao. Rồi, đó, tướng, nhận hết nha anh em. Đây, đừng có ngại ngùng gì hết á, nhận hết nha. Đó, ở đây mua không có tốn nhiều kim cương hết á. Bỏ tiền ra ngoài mua mới tốn nhiều. Chơi game mà có phi kim cương, phi vàng và phi luôn VIP rồi ha. Rồi, việc còn lại thì chỉ là vô game và nhận hết cái đống này và quẩy thôi. Đó, ok, cái này được một con hiếm à ta. Hai con hiếm hệ ánh sáng. Ok, hệ bóng tối kỳ này có một con à. Đây bóng tối được hai con nữa. Rồi Susanu nè. Đó, được hai con. Ok, rồi ra quay tiếp đi, quay kiếm thêm ha. Đó, quay. Ok. Ok, đó. Quay tỷ lệ ra tướng cũng khá là nhiều ha. Chứ không có đến nỗi mà tướng rồi cái bộ cũng yếu, đâu không tới đâu. Đó, Melin. Mà sao chưa thấy con 5 sao nữa hết ta. Cubit. Cubit 4 sao mà. Con này 4 sao luôn. Đây. Ho. Rồi ok, chị chắc hôm nay chúng ta sẽ chơi đội hình ánh sáng quá. Thì hồi nãy giờ được 4 con ánh sáng rồi, 3 con ánh sáng rồi chứ. Tính nếu không tính con Cubit 4 sao. Ok. Cứ một lần quay như vậy là tốn khoảng 2.000 kim cương. Mà chúng ta có được là... Chúng ta có là 1 triệu. 1 triệu vậy chi là một lần như vậy khoảng 50 hay 500 lần vậy đấy. Anh em cứ thế mà chia ra ha. 2.000 mà chia cho 1 triệu thì nó ra đâu khoảng là 500 lần. Đúng rồi, 500 lần quay tướng. Ok, cứ ngồi bấm về ghiết 500 lần là được rồi anh em. Chắc chắn cũng ra được đội hình. Thấy sao, thấy sao, thấy sao vậy ý kiến của heo? Quá là ok chứ còn gì nữa. Có thể ra cung bích không vậy? À chiều. Rồi chúng ta phải quay để mà còn mở ra tướng để làm food nữa nha. Đó, tướng cộng lên để làm food đồ nhiều lắm. Ok ok, rồi đủ đủ một đội hình hệ ánh sáng rồi anh em. Rồi đây ánh sáng. Một con, hai con, ba con, bốn con. Ok, có bốn con hả ta? Bé thỏ nhà ta nè. Đó, ok, bé thỏ ơi. Tính ra bé thỏ là có rất nhiều trong những cái chuyện thần hội luôn á trời. Chứ đâu có phải là riêng về siêu anh hùng không đâu. Hôm rồi thì heo cũng đang chơi lại Marvel Super World của Full Tap mới lấy về. Trong đó thì cũng có bé, đâu có bé thỏ đâu, cái đó là của DC. Rồi ok, quên.
Tiếp tiếp, quay ra để làm thêm con nữa. Đó. Nãy giờ chỉ là tốn tiền nâng tướng thôi chứ ngoài ra là nguyên liệu này nọ thì chúng ta có đầy đủ luôn rồi chứ. Game này khá là dễ ha. Nè, đó. Chấm cái chụp hình like share fanpage này nọ, nhận được 20.000 kim nguyên bảo cộng VIP 8 với là 100 mảnh Susanoo nữa. Đó. Rồi vừa vô game thì anh em nhận được 1 triệu kim nguyên bảo, 100 triệu vàng, 20 triệu A-ship anh hùng. Rồi 20 con tướng. Quá là ngon. Game chỉ vô là chơi thôi anh em. Mà anh em thấy hay, nếu mà qua xin code nè, xin VIP này nọ, nhớ nói với admin là thả cho heo một cái câu nào đó, ví dụ như là ừ mình bên kênh heo VKT qua đồ ha. Đó, để mà lấy cái uy tín, mai chiều heo còn có cái dịp mà đi xin code được cho anh em nữa. Đúng không? Đó, sau này biết đâu thì có thêm code, ví dụ như vô rồi nói ừ từ bên kênh heo VKT qua thì được nhận thêm 100.000 vàng, 100.000 kim cương, là 200.000 kim cương chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó, tại sao quá ok đúng không? Và anh em đừng quên là like, share và đăng ký kênh nha. Đây luôn nè. Bỏ hết mấy con này ra. Đây. Đó, búp tấn công luôn, đồ mã một hit một đi hết. Rồi rồi, thơm luôn. Mạnh hơn gì chú ơi, tăng cấp anh hùng còn đâu nữa mà tăng cấp, max cấp rồi. Muốn nâng nữa chỉ có điều việc là nâng sao lên thôi. Ok. Rồi heo nhắc lại thời gian open server cho anh em nào có đam mê luôn ha. Đây, thời gian khai mở S4 Lucy. Thời gian là 19 giờ ngày 28 tháng 3 nha anh em. Đó, phiên bản mới 3.0 nha. Ok, ok, phiên bản mới nha, chứ không phải phiên bản 2.0 mọi khi nha anh em. Quá là ngon. Ok, ok, và nhớ like, share, chấm để nhận VIP nha anh em. Ok, rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha. Thì kênh sẽ cập nhật thêm nhiều con game hay hot và cũng như là nhiều server mới cho anh em vào quẩy ha. Cũng như là hôm nay chúng ta có một con game server mới đó. Vô quẩy nào. Đặt tên heo VKT hết luôn. Ok, bà hiếu cái gì thì cứ vô cái shop yêu tinh mua ha. Nhiều khi quy nhiêu đó chúng ta không đủ, nhưng mà chúng ta có thể vào shop yêu tinh này mua nè. Đó, cũng rẻ, 200 đó. Nhất là cái A-Ship tăng bậc nè. Đó, hết cứ vô đi mua. Rồi, ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Bye bye. Nhớ nha. Open S4 Lucy 19 giờ ngày 28 tháng 3. Ok, bye bye.